Ngại gì mà không thử? Thử. Đây là Honor X7C, một cái chiếc điện thoại màn hình lớn, pin trâu lên tới là 6000 mAh, có loa ngoài là loa kép, có kháng nước kháng bụi IP64, và đặc biệt nữa là đây là một chiếc điện thoại siêu bền nhé các bạn nhé. Mình cũng đã có test thả rơi cái chiếc điện thoại này rồi và nó không bị vỡ màn hình các bạn ạ. Thả rơi ở đây là gì? Đấy là thả rơi không đeo ốp lưng nhá, chứ không phải là cái kiểu là thả rơi đeo ốp lưng đâu nhá. Đấy. Tuy nhiên, Honor X7C nó là một cái chiếc điện thoại tồn tại rất nhiều những cái điểm trừ. Vậy những cái điểm trừ của sản này là gì, cũng như là những cái điểm cộng của nó là gì? Hãy cùng bắt đầu mở hộp với mình ngay trong video ngày hôm nay, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đầu tiên ý là cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 256, vô cùng thoải mái cho chúng ta về cái khả năng lưu trữ rồi, ở trong cái tầm giá hàng chính hãng. Ở đây thì họ ghi là cái màu sắc này là màu màu trắng moonlight đấy, gọi là trắng ánh trăng đấy. Thế tuy nhiên là khi mà mình nhìn vào kỹ vào đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Là bạn thấy cái màu này giống kiểu màu gì không ạ? Mình thấy giống kiểu màu màu đá ấy. Đấy, màu đá đấy nhá. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở bên trong hộp nó sẽ có những gì nào. Đây, ở bên trong hộp chúng ta sẽ có que chọc sim này. Đấy, có sách hướng dẫn sử dụng này. Có một cái ốp lưng nữa này. Đây là ốp lưng dẻo trong suốt nhá, giúp máy chống xước, chống va đập được tốt hơn. Tuy nhiên là cái này mình có vẻ như cảm thấy là nó hơi lỏng lẻo thì phải. Đây mình sẽ thử đeo vào xem nào. Đeo vào thì rất là dễ thôi, những cái loại ốp mà nó lỏng lẻo như này đeo vào rất là dễ thôi. Đấy. Đây này. Nó sẽ bị hơi bị dễ trượt ở những chỗ đoạn này này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Có những cái gì đây? Bên trong này chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Đây là củ sạc Honor Super Charge nhé các bạn nhé. Đấy, gọi là Super Charge thôi nhưng thực ra là nó sẽ có công suất tối đa là 11V 3,2A, có nghĩa nhân vào nó sẽ được tầm khoảng 35W. 35W thì mình coi như là gọi là tiêu chuẩn ở trong tầm giá này. Nó cũng không phải là quá cao nhưng cũng không phải là thấp ở trong tầm giá này. Thì như này là được rồi. Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Và tất nhiên chiếc điện thoại của chúng ta thì có luôn cả một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Đại loại là hộp phụ kiện như thế này là rất đầy đủ, nếu mà so với cả Samsung là ăn đứt rồi. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về Honor X7C này nhá. Quay trở lại với Honor X7C thì điều đầu tiên khi mình cầm cái sản này trên tay đấy là cảm giác cầm nắm khá tốt. Mặc dù đây là một cái chiếc điện thoại có viên pin lên tới là 6000 mAh, thế tuy nhiên là cái khối lượng của nó chưa tới 2 lạng đâu các bạn ạ. Và cái độ dày của nó thì rơi vào tầm khoảng 8,1mm. Nếu như với cái khối lượng như thế này thì ngày trước các cái điện thoại của Trung Quốc nó thường là chỉ có viên pin là 5000 mAh mà thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì những điện thoại của Trung Quốc nó có cái công nghệ pin mới, nên thành ra là kể cả viên pin là 6000 mAh có lớn hơn tới tận 1000 mAh đi chăng nữa thì cái khối lượng với cả cái độ mỏng thì nó vẫn giữ nguyên như là những cái sản phẩm đời trước. Thì mình thấy là đây là một cái điều mà những hãng điện thoại Trung Quốc bây giờ đang hơn so với cả một số những hãng điện thoại Android khác. Rồi, còn về mức độ hoàn thiện thì sẽ là tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP64 nhá. Kháng bụi thì ok, còn kháng nước thì ở mức độ bình thường. Kháng nước bản chất của nó sẽ chỉ là IPX4 thôi. Nên thành ra là anh em cũng đừng mang con này mà đi test nước nặng. Test nước nặng là chắc chắn là vào nước đấy nhé các bạn nhé. Chứ đừng nghĩ là IP64 là kém hơn một chút so với cả IP68 đâu. Không có chuyện đó đâu nhé các bạn nhé. Chú ý nhé. IP64 là kém rất nhiều so với cả IP68 về kháng nước đấy. Bản chất nó một cái nó là IPX4 và một cái nó là IPX8. Nếu chúng ta bỏ đi cái phần kháng bụi, cái số đầu tiên nó sẽ là cái số kháng bụi, cái số thứ hai nó sẽ là cái số kháng nước. Về cái chất liệu thì nó sẽ chỉ là chất liệu bằng nhựa thôi nhé. Đấy, chất liệu bằng nhựa thôi chứ không phải là kính và kim loại đâu. Nhưng mà nhà sản xuất ấy, họ đã cố gắng làm sao thiết kế lên đây một cái màu sắc mà chúng ta nhìn vào nó có điểm nhấn nhất. Ví dụ như là màu mặt lưng đi, các bạn có thể nhìn thấy là cái màu này nó giống kiểu màu đá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, trông rất là đẹp mắt luôn. Mình là mình thấy đẹp. Đấy, và thấy ít nhất là nó có cái điểm nhấn. Cái mặt lưng này nó là mặt lưng nhám, nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong cái quá trình sử dụng mình sẽ cảm thấy là cái mặt lưng này rất là sạch sẽ luôn. Mình rất thích cái mặt lưng này. Khung viền cũng vậy, làm theo cái kiểu là rất là giống nhiều khung viền kim loại đấy, mặc dù nó chỉ là khung viền nhựa thôi. Và khi mà họ bo bốn cái góc này vào thì khi mà mình cầm vào đây mình sẽ cảm thấy nó không bị cấn tay mấy. Đấy, thế là những cái điểm mà mình cảm thấy ưng ý. Chỉ có điều là khi mà chúng ta bật cái màn hình này lên thì chúng ta sẽ thấy luôn cái điểm trừ ở đây là gì. Đấy là viền màn hình làm khá là dày. Các bạn nhìn thấy không ạ?
đặc biệt là phần viền dưới. Nên là cái tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước của cái sàu này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 86% mà thôi. Bây giờ thì đa phần các cái sản phẩm điện thoại nó sẽ làm cái màn hình nó mỏng hơn, nó sẽ cỡ tầm khoảng 89% hoặc là 90%, con này chỉ có 86% thôi. Và tại sao cái viền màn hình nó lại dày như này? Bởi vì đơn giản là cái tấm nền màn hình nó chỉ là IPS LCD chứ không phải là AMOLED, AMOLED gì cả. Một cái điểm chê rất lớn của mình dành cho chiếc điện thoại này đấy là cái độ phân giải của nó chỉ là HD cộng mà thôi. Các bạn nghe không nhầm đâu, HD cộng ở trong cái tầm giá này là một điểm chê rất lớn. Màn hình này thì cái độ phân giải của nó sẽ là 720 x 1610 pixel, tỷ lệ màn hình là 20:9, cho một cái mật độ ảnh rơi vào tầm khoảng 261 ppi. 261 ppi chắc chắn là chúng ta nhìn thấy ra những điểm rỗ ở trên cái màn hình này rồi. Đại loại là đây là chiếc điện thoại dành cho người già, là mình hay trêu là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là với bố mẹ mình đi thì là nói thật luôn là màn hình HD cộng hay là màn hình Full HD cộng là bố mẹ mình không phân biệt được đâu. Bây giờ chỉ có phân biệt được cái chữ to với chữ bé thôi. Đấy, nên là bố mẹ mình cần ở đây là gì? Đấy là cần cái màn hình như thế này kết hợp với viên pin 6000 mAh để nó càng tiết kiệm pin thì càng tốt. Đấy, đại loại là như thế. Chứ còn mình nói luôn là với anh em giới trẻ là chắc chả ai đến mức độ mà lại thích một cái màn hình HD cộng để mà tiết kiệm pin hơn đâu. Mình là mình nghĩ là như vậy. Không, nhưng mà có nhiều bạn nhá, là khéo khi là điện thoại là có màn hình 2K là các bạn giảm xuống Full HD, có bạn là có màn hình là Full HD các bạn giảm xuống HD để cho tiết kiệm pin, các bạn ấy sợ pin nó đau mà. Không, nhiều khi là có những bạn như thế thật ý. Nhưng cái màn hình này mình thấy bất ngờ đây là gì? Đấy là độ sáng rất tốt các bạn ạ. Bất ngờ luôn đây, mình vừa mới tăng độ sáng lên cho các bạn xem đấy nhá, mà chưa đến mức độ tăng hết cỡ đâu. Nhưng độ sáng nhìn như này là mình thấy ổn. Mình không tìm hiểu xem là cái độ sáng mà nhà xuất họ công bố là bao nhiêu, nhưng mà độ sáng như thế này là mình thấy là nhìn ở trong nhà hay là nhìn ở ngoài trời đều tốt cả. Đấy. Góc nhìn thì ở mức độ bình thường thôi. Đấy, mình nghiêng đi như này thì nó cũng có hiện tượng bị sai màu, nhưng mà không bị sai quá nhiều đâu. Đấy. Góc nhìn như này là cũng ở mức độ ổn rồi đấy. Rồi, chỉ có mỗi cái là cái độ phân giải là cái đáng chê nhất ở trên cái màn hình này. Kích thước thì là 6,77 inch là cũng là tương đối lớn rồi. Coi như là làm tròn là 6,8 inch đi. Đấy, như vậy là những ai mà cần màn hình lớn, cần pin dâu là đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn. Về phần hiệu năng sẽ lại là một cái điểm trừ nữa, khi mà sau này nó chỉ chạy con chip Snapdragon 685. Con chip này cũng là một con chip nó rất là cũ rồi, và cái con chip này thì thường là được trang bị ở trên những cái sản phẩm nó cỡ tầm khoảng 3-4 triệu thôi. Chứ còn với tầm khoảng trên dưới 5 triệu như này thì rõ ràng đây là một cái điểm trừ rồi. Nhưng bù lại thì nhà xuất đã trang bị vào đây chúng ta một cái RAM ROM rất là thoải mái, RAM 8 bộ trong 256. Là mình thấy ở trong tầm giá này như thế là được với RAM ROM, còn chip thì sẽ là điểm trừ. Đấy, điểm xoan tu cho ra nó sẽ rơi vào tầm khoảng 361.000 điểm, rất là thấp ở trong cái tầm giá này. Đấy, CPU và GPU như thế nào thì các bạn cũng đã có thể nhìn thấy ở trên hình được luôn rồi. Rồi, thế còn về phần camera thì sao? Ở phía sau này nhá, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chỉ có hai camera thôi nhé các bạn nhé, chứ không phải là trông kiểu bốn mắt nhá, nhưng thực ra chỉ có hai cái thôi, hai cái ở trục dọc thôi nhé các bạn nhé. Một camera chính có độ phân giải là 108 chấm, khẩu độ mở là f trên 1.8 và tiêu cự là 24mm. Tất nhiên là không có chống rung quang học, có hiếc gì đâu. Chúng ta sẽ có thêm một cái camera hỗ trợ nữa, có độ phân giải là 2 chấm, khẩu độ mở là f trên 2.4 để hỗ trợ cho đề chuẩn 6 phông đấy. Và chúng ta sẽ có một cái đèn flash ở đây này. Đấy, một cái logo camera ở đây nữa, được chưa ạ? Và dòng chữ 108MP, 24mm, f trên 1.75. Rồi, và chúng ta sẽ có cái dòng chữ Honor ở đây. Và mình cũng nói luôn đấy là Honor bây giờ là không liên quan gì đến Huawei cả, nên thành ra là cái việc chúng ta có các dịch vụ của Google là điều hoàn toàn bình thường nhá. Đấy. Và rất là đáng tiếc khi mà sản này không có camera góc rộng. Còn về camera selfie thì nó sẽ chỉ có độ phân giải là cỡ tầm khoảng 8MP thôi, ở cái chỗ màn hình đục lỗ này đây. Đấy, rồi, tiếp tục nữa nào. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có khay SIM, bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay một chạm, kèm theo đó là phím tăng giảm lượng. Đấy, cái tốc độ đọc ghi cảm biến vân tay một chạm này rất là nhanh luôn. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái loa ngoài nữa. Và tất nhiên chiếc điện thoại này sẽ có loa ngoài là loa kép nhé, một loa phía dưới này và một loa chung với cái phần loa thoại phía trên này đây. Đấy, chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C, jack cắm tai nghe 3.5 vẫn giữ lại được này. Và chúng ta sẽ có một mic thoại ở đây. Phía trên này chúng ta sẽ có thêm mic phụ nữa và một cái mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị bên trong gia đình, ví dụ như TV hay là điều hòa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem qua một chút về những bức hình mà mình đã chụp ra ở trên cái chiếc điện thoại này, để xem là nó thể hiện như thế nào nhé. Đầu tiên là bức hình mà mình đã chụp ảnh bạn Miniter trong điều kiện rất ngược sáng luôn. Thì nước ảnh cho ra là ổn đấy nhé các bạn nhé. Mặt bạn Miniter không đến mức độ quá tối và background ở phía sau là không bị cháy một tí nào luôn. Đấy, mình đã để cái hiện tượng vùng chênh sáng nó rất là rõ ràng như này, nhưng mà nó không xảy ra hiện tượng đó. Tuy nhiên, để cho bức ảnh được như thế này thì nếu mà chúng ta zoom kỹ vào đây, những cái phần rèm ở đây này thì nó đã bị noi đi rồi, bởi vì cái phần rèm này bản chất là nó rất là tối, các bạn hình dung được không ạ? Đấy, nhưng mà nói chung cách xử lý như này của
Honor là ổn. Đấy, và kể cả sản phẩm này nó không có camera tele thì khi mà mình zoom số lên 2x này, nước ảnh cho ra như thế này là tốt đấy nhé các bạn nhé. Chỉ mỗi tội là nó không có camera góc rộng thôi. Chụp ảnh xóa phông ấy thì nhìn tổng quan bức ảnh, đầu tiên là xóa phông 1x chẳng hạn thì như thế này là ổn. Tuy nhiên nếu mà bới lông tìm vết ra, mình sẽ zoom lên ở đầu bạn monitor một chút, nó sẽ hơi bị lẹm ở các cái góc ở gần tai này, bạn nhìn thấy không ạ? Nó sẽ hơi bị lẹm một tí. Còn xóa phông với 2x nó xóa phông cũng khá ổn. Đấy, nhưng mà vẫn bị lẹm một chút ở những cái phần tóc ở đây này. Và tổng quan bức ảnh nhìn thế này là vẫn tốt, da rẻ thứ lên là ok. Tuy nhiên là cái chế độ độ phân giải cao, nghĩa là chế độ 108 chấm ấy, thì mình thấy là thể hiện nó ở mức độ bình thường thôi. Mình đã cho bạn monitor cầm cái thư của YouTube này để chụp lên để xem chữ nó như nào, để xem là 108 chấm nếu mà chụp thì nó thể hiện ra sao đấy. Thì đây, chữ chúng ta vẫn có thể đọc được nhá, nhưng mà nó đã bị muỗi và bị vỡ đi rất là nhiều rồi. Nghĩa là đại loại là nó không đến mức độ quá sắc nét đâu các bạn ạ. Nên là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào cái camera độ phân giải cao này làm cái gì cả. Đấy, còn chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì mình đánh giá ở mức độ trung bình thôi. Gần như là các cái chi tiết chữ ở đây là không nhìn thấy gì nữa rồi. Cũng như là mặt bạn monitor vẫn tương đối tối, cho nó không được sáng lên lắm. Còn chụp ảnh 2x cũng vậy này, các bạn nhìn không ạ? 2x là nó chỉ là zoom số thôi mà. Đại loại là chất lượng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng mình đánh giá là ở mức độ trung bình. Còn xóa phông về selfie thì như thế này mình thấy là cũng được rồi. Mình đã cố tình để bạn monitor đứng ở phía sau nhưng mà nó không xóa bạn monitor đi. Còn selfie trong điều kiện ngược sáng thì mình thấy là chất lượng là không tốt. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên hình luôn, background phía sau là coi như là cháy hết rồi. Thì đấy là những cái đánh giá qua của mình về camera của chiếc điện thoại này. Đại loại là camera cũng ở mức độ trung bình và không có camera góc rộng. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Honor X7C? Hãy để lại comment cho mình biết. Và theo các bạn thì với mức giá khoảng trên dưới 5 triệu, các bạn sẽ mua Honor X7C hay là các bạn sẽ tìm kiếm một cái sản phẩm khác mà nó sẽ ngon hơn rất nhiều tại điện thoại hay, ví dụ như là chiếc Realme Q5 Pro chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ có hẳn màn hình Full HD cộng, chúng ta sẽ có sạc nhanh 80W, chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng, chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 870 và đặc biệt nữa lại là còn có cả 5G nữa, cái điều mà con này không có. Và Q5 Pro còn có cả vân tay bên trong màn hình chứ không phải là vân tay bên cạnh hông nữa. Đấy, thì chốt lại là các bạn sẽ lựa chọn Honor X7C hay là Realme Q5 Pro tại điện thoại. Hãy để lại comment cho mình biết. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.